Con Kim Bùi xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các cô chú, anh chị và các bạn đến với chương trình Tìm Lại Những Con Đường Trước Năm 75 do con Kim Bùi thực hiện. Trong video trước, con đã gửi đến các cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh về con đường Bùi Chu, tức là con đường Tôn Thất Tùng ngày nay ở ngoài đường Lê Lai tới đường Hồng Thập Tự. Thì trong video này thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra quận 8 và chúng ta sẽ tìm tới đường Bùi Huy Bích. Đây là một con đường nó đi từ cầu Kinh Ngang số 1, nó đi tới bến Nguyễn Duy, nó dài khoảng 380m. Vào thời Pháp thì nó có tên là tiếng Pháp, nhưng mà từ năm 1955 thì người ta đổi tên là Bùi Huy Bích đến nay. Còn Bùi Huy Bích là ai? Thì ông này ổng sinh năm 1744 và mất năm 1802 ở Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Tả Thị Lang Bộ Lại, là người chính trực. Ông để lại nhiều thơ văn. Thì đó là sơ lược về con đường Bùi Huy Bích. Và bây giờ thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nhìn lại con đường Bùi Huy Bích này. Thì cái vị trí bắt đầu, con của Bùi đang đứng ở trên đường Bình Đông. Phía trước mặt các cô chú, anh chị, đó là cầu Kinh Ngang số 1. Và con đường Bến Bình Đông này thì ở video trước thì con cũng có làm một cái video về Bến Bình Đông rồi. Thì nếu mà các cô chú, anh chị và các bạn chưa có xem thì có thể là tra lại phần những video phía trước nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đường Bùi Huy Bích nha các cô chú, anh chị. Bây giờ là buổi chiều và khoảng 5 giờ chiều, và trên cái con đường Bến Bình Đông này thì người ta đang bày ra những cái chậu lan rất là đẹp, người ta bán ở cái bờ kè. Thì cái giá nó tầm là 50.000 một cây. Có một vài người ta thấy rẻ, người ta tới người ta xem. Thì con cái buổi thấy cũng đẹp lắm. Bây giờ thì mình đi. Buổi chiều ở đây thì người ta bày bán ra ví dụ như là trái cây, quạt trái, bưởi nè các con chú gì, bưởi da xanh nè. Ở chỗ này thì bán gỏi cuốn 5.000 một cuốn. Phía trước mặt các cô chú, chị đã làm cầu Kinh Ngang số 1. Ở đây nó có cái đình Bình Hòa, để con quay cho các cô chú anh chị xem cái đình Bình Hòa nha. Đó, ở phía bên đó là đình Bình Hòa, chùa Bình Hòa chứ. Theo con Kim Bùi thì cái chùa này cũng lâu lắm rồi. Ở phía trước cây cổng chùa thì có cây gòn nè các cô chú chị. Cây này thì ở trên nó có mùa này có rất là nhiều trái. Trái này thì nó khô rồi nó sẽ rớt xuống. Rồi chúng ta lấy cái trái chúng ta đập ra thì ở trong nó có nhiều cái bông gòn như cái hộp. Bây giờ mình sẽ rẽ vào cái con đường đây là cái con đường đó, phía bên hông cái chùa có cái con đường là đường Bùi Huy Bích vô đó. Mình giờ mình rẽ vô đó nha. Đi vào con đường Bùi Huy Bích thì cái đầu đường khúc này thì nó có nhiều cái xe rác chết ở đây. Ồ, mình vô nghe cái mùi nó cũng khỏi hôi, khá là nhiều xe.
xe người ta do đây các cô chú anh chị người ta phân loại rác, mấy người mà mua bán ve chai rồi đó họ nhặt lại, họ phân loại ra cái nào bán được sử dụng lại được họ phân loại ra để họ bán riêng giá nó cao hơn, rồi nào rác thì đem bỏ. Nhiều khi là có những cái thứ mà mình bỏ đi nhưng mà thực ra là nó cũng có xài được, để chật nhà đó mình bỏ đi, người ta tận dụng được thì người ta xài. Thì con đường Bùi Thị Bích này thì nó nằm ở cái bờ kè này, là kênh ngang số 1 các cô chú anh chị. Đây cái bờ kè này người ta cũng chuẩn bị người ta làm cho nó sạch sẽ, làm xong thì có công viên này nọ, người ta ra đây người ta chơi mấy đứa nhỏ tập chạy xe nè. Rồi phía dưới đây thì có mấy cái mang hoa thung, mấy đứa nó ra thả diều nè các cô chú anh chị, mùa qua Tết nè. Nhiều chỗ mà trống trống thì người ta tập trung thả diều. Rồi tới cuối đường này nè, chỗ này là đường Nguyễn Duy nè các cô chú anh chị. À, bây giờ thì con cái mùa sẽ vòng lại nha. Con đường Bùi Thị Bích này thì cũng là chỗ mà hôm trước có một bạn có nhờ con của Bùi review chạy lên đây quay cho bạn ấy xem. Đây là khu nhà của con của bạn. Cũng có nhiều cô chú anh chị thì cũng hồi xưa là có nhà ở cái khu này, đường Nguyễn Duy cũng có. Có mấy người người ta nuôi gà, gà đá đó các cô chú gì. Cái trong cái đường Bùi Thị Bích này thì nó giống như một cái xóm. Chiều chiều mấy đứa nhỏ nó ra nó đá banh thả diều rồi tập chạy xe, cái chỗ này nó cũng có xe. Nên trẻ con nó ra nó chơi thoải mái. Ở đây nó cũng có nhiều cây. Mát mẻ. Cái bờ kè thì người ta làm xong thì người ta dựng lan can lên này nọ cũng an toàn. Ra để chơi thì cũng thoải mái lắm các cô chú anh chị. Chúng ta trở lại ngay chỗ gần đường Bến Bình Đông. Chùa Bình Hòa ở ngay chỗ đường Bến Bình Đông. Thì đến đây thì con Kim Bùi xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi một cái video ngắn về con đường Bùi Thị Bích nha các cô chú anh chị. Con xin chúc cho các cô chú anh chị và các bạn có sức khỏe dồi dào và thuận lợi trong công việc. Thì trong video kế thì con xin mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi ra cái đường Bùi Duy Thanh ở quận 5 đó. Hôm nay quận 8, ngày mai thì mình sẽ đi ra quận 5. Để nhận được những video mới thì các cô chú anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký cũng như nhấn một cái chuông để nhận những video mới. Thì hàng ngày con sẽ tìm hiểu những con đường rồi chúng ta sẽ đi theo thứ tự ABC. Bên cạnh là nhìn lại những con đường xưa thì con sẽ tổng hợp lại cái lịch sử của con đường đó, thì có nhiều cái chỗ
chỗ nó cũng hay hay. Ví dụ như những cái lần đổi tên đường, rồi cái ý nghĩa của tên đường này nọ. Rồi, con xin cảm ơn các cô chú. Hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn trong video kế.